Trước tiên xin cảm ơn Hội Hấp Việt Nam tạo điều kiện cho tôi giới thiệu một cái sản phẩm mới của công ty GSK. Đây là một trong những cái sản phẩm mà có thể giúp bệnh nhân COPD sẽ đạt được những cái mục tiêu điều trị. Tôi sẽ trình bày về cái mục tiêu điều trị COPD theo Go 2024 mà Phó sư Giáp mới vừa trình bày và cái vị trí của cái liệu pháp bộ ba nằm ở đâu trong cái phác đồ mới. Sau đó tôi sẽ nói về những cái bằng chứng mà cái liệu pháp bộ ba mà bây giờ chúng ta có thể giúp đạt được những cái mục tiêu mà Go đã đưa ra. Thì Phó sư Giáp mới vừa trình bày là khi chúng ta điều trị bệnh nhân COPD thì chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu hiện tại là giảm được triệu chứng cho bệnh nhân, là giảm triệu chứng khó thở. Và một trong những cái mà giúp chúng ta sẽ nhận biết là bệnh nhân cải thiện được cái FEV1. Sau đó là chúng ta phải cải thiện được cái chất lượng cuộc sống dựa vào cái thang điểm central. Và chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu trong tương lai là làm chậm đi sự tiến triển của bệnh, tức là FEV1 nó cũng sẽ chậm sụt giảm hơn và chúng ta sẽ tránh được những cái đợt cấp, ít nhất đợt cấp trung bình hay đợt cấp nặng, và cuối cùng là chúng ta sẽ phòng ngừa được cái tử vong cho bệnh nhân. Vậy thì Phó sư Giáp mới vừa trình bày thì trong số những bệnh nhân COPD đến gặp cho chúng ta lần đầu chưa sử dụng thuốc, mà nếu bệnh nhân mà có nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp, tức là bệnh nhân nhóm E, thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cái liệu pháp bộ đôi LABA/LAMA. Nhưng nếu bệnh nhân đó mà có bạch cầu hải toan trong máu từ 300 con trở lên thì chúng ta nên sử dụng liệu pháp bộ 3 gồm có ISAT/LABA/LAMA. Và Phó sư Giáp cũng đã nhấn mạnh, nếu mấy chị đã sử dụng liệu pháp bộ 3 thì chúng ta nên sử dụng cái liệu pháp bộ 3 trong một bình hít, thì lúc đó bệnh nhân sẽ tuân thủ tốt hơn và nó sẽ cải thiện được triệu chứng hay là cải thiện được chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và nếu mà bệnh nhân chúng ta đang được điều trị bởi liệu pháp bộ đôi LABA/LAMA mà bệnh nhân vẫn còn đợt cấp, thì khi đó các anh chị sẽ nâng bật lên liệu pháp bộ 3 nếu bạch cầu hải toan trong máu chỉ cần trên 100 con mà thôi. Thì đây là những cái khuyến cáo của Go, thì họ dựa vào cái nghiên cứu IMPACT là nghiên cứu để thể hiện cái liệu pháp bộ 3 nó tốt hơn cái liệu pháp bộ đôi LABA/LAMA. Và một trong những cái thuốc mà để Go đưa ra những khuyến cáo đó là cái phối hợp fluticasone Fluoride. Đây là một cái ISAT mới, nó khác cái ISAT fluticasone propionate này. Cái ISAT này nó tác dụng kéo dài 24 tiếng và người ta có thể dùng cái liều thấp 100 microgram là nó có hiệu quả điều trị rất là tốt. Và sau đó nó kết hợp với một cái thành phần nữa là umeclidinium, là một cái lama, và cái thời gian bán thải của nó là cũng sẽ tương đương khoảng 21 giờ. Và một cái LABA mới, tức là Vilantaron. Đây là một cái LABA mà tác dụng rất nhanh, có thể là trong vòng 5 phút, và thời gian bán thải của nó là cũng 19 giờ. Cả ba thứ thuốc này có thời gian bán thải là từ 20 cho tới 24 giờ, nó kết hợp với nhau trong một bình hít Ellipta, và bệnh nhân chỉ cần sử dụng một lần một ngày. Từ đó nó làm tăng cái tính tuân thủ điều trị. Và đặc biệt cái dụng cụ Ellipta này thì sử dụng rất đơn giản, bệnh nhân chỉ cần bật nắp, hút và đóng nắp trở lại, cho nên giảm thiểu được cái nguy cơ bệnh nhân sử dụng sai cái bình hít. Và một trong những cái lý do mà các anh chị lo ngại là lực hút của bệnh nhân COPD không đủ để hít cái bình hít Ellipta này, thì bình hít Ellipta này cái kháng lực của nó là từ nhẹ cho tới trung bình, cho nên phần lớn bệnh nhân COPD là có thể hít được. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu để mấy chị nhận thấy là nếu bệnh nhân COPD mà Go 1, Go 2 thì cái lực hút của họ là có thể nó tương đương giống như người khỏe mạnh, khi mà hít vào tối đa có thể đạt tới 91 lít trên phút. Và chỉ cần cái lực hút bệnh nhân hơn 30 lít trên phút thì bệnh nhân có thể sử dụng được bình hít Ellipta. Thậm chí bệnh nhân Go 3 và Go 4 mấy chị sẽ thấy là cái lực hút của họ là cũng có hơn 40 lít trên phút. Như vậy thì phần lớn bệnh nhân COPD của chúng ta là trong giai đoạn ổn định có thể sử dụng được cái bình hít Ellipta. Và mỗi nghiên cứu bản lề là nghiên cứu làm thay đổi cái điều trị bệnh nhân COPD là nghiên cứu IMPACT. Trong nghiên cứu này thì những bệnh nhân COPD đang điều trị với ISAT-LABA hay là LABA/LAMA mà bệnh nhân vẫn còn đợt cấp, tức là bệnh nhân nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp, thì họ sẽ đưa vào cái nghiên cứu để chia làm 3 nhánh. Nhánh đầu tiên là bệnh nhân sử dụng cái bộ 3 tôi vừa nói với cái chế phẩm là Chelergy, tức là mình có ISAT-LABA/LAMA, và so với bộ đôi là LABA/LAMA hay là ISAT-LABA, và họ theo dõi bệnh nhân trong 12 tháng. Và khi mà nhìn vào cái FEV1 đấy thì thấy rằng là cái liệu pháp bộ 3 ở trong trường hợp này là cái đường màu xanh đậm ở trên, mấy chị sẽ thấy là nó cải thiện FEV1 đấy hơn 100 ml. Mà FEV1 đấy chỉ cần cải thiện hơn 100 ml thì lúc này là bệnh nhân sẽ giảm khó thở một cách có ý nghĩa thống kê, hoặc có ý nghĩa về mặt lâm sàng.
Còn nếu mà liệu pháp bộ đôi La Ba La Ma thì cũng cải thiện FP1 đáy nhưng mà không đạt 100ml, hay là liệu pháp bộ đôi Isaac La Ba cũng cải thiện FP1 đáy nhưng mà không đạt 100ml. Và khi mà so sánh liệu pháp bộ 3 với là bộ đôi La Ba La Ma thì chúng ta thấy là cái liệu pháp bộ 3 nó cải thiện FP1 nó hơn 54ml, còn so với Isaac La Ba là hơn 97ml. Như vậy thì liệu pháp bộ 3 nó cải thiện FP1 thì lúc đó sẽ cải thiện được cái tình trạng khó thở. Và cái thang điểm central thì cho thấy rằng chỉ cần thang điểm central cải thiện hơn 4 điểm là có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Thì với liệu pháp bộ 3 thì chúng ta thấy là thang điểm central nó cải thiện được 42% sau 52 tuần lễ điều trị. Trong khi hai liệu pháp bộ đôi thì chỉ cải thiện được 34% mà thôi. Như vậy thì sử dụng liệu pháp bộ 3 chúng ta sẽ cải thiện được cái thang điểm central hơn 4 điểm, là nó gấp 1,4 lần so với bộ đôi. Từ đó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống. Vậy thì hai cái những cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được trong điều trị ngắn hạn là cải thiện triệu chứng hay là chúng ta muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, thì liệu pháp bộ 3 này đã đạt được. Và thậm chí nó làm chậm đi sự giảm của cái FOV1. Bây giờ chúng ta quay qua cái phần mà đợt cấp từ sau, thì rõ ràng đối với chúng ta khi điều trị liệu pháp bộ 3 thì cái đợt cấp sau 52 tuần lễ nó sẽ thấp hơn so với bộ đôi. So với cái La Ba La Ma thì nó thấp hơn khoảng 25%, và so với Isaac La Ba thì nó thấp hơn 15%. Và mấy chị nhìn vào cái giảng đồ cấp Lemeyer thì cái liệu pháp bộ 3 lúc nào cái tỷ lệ đợt cấp cũng thấp hơn so với liệu pháp bộ đôi, là có thể là từ 15-16% trong suốt 52 tuần lễ. Vậy thì khi mà chúng ta điều trị bằng liệu pháp bộ 3 thì chúng ta sẽ giảm được đợt cấp trung bình cho tới nặng một cách có ý nghĩa thống kê. Và cái đợt cấp mà khiến bệnh nhân nhập viện là đợt cấp có thể làm cho bệnh nhân tử vong hay là tăng rất nhiều biến cố bất lợi cho bệnh nhân. Thì khi chúng ta sử dụng liệu pháp bộ 3 thì nó giảm được cái đợt cấp khiến bệnh nhân nhập viện khoảng 34% so với liệu pháp bộ đôi La Ba La Ma. Thì đây là cái chế phẩm mà duy nhất đang có trên thị trường. Liệu pháp bộ 3 này nó giảm được cái đợt cấp khiến bệnh nhân nhập viện so với chúng ta sử dụng cái liệu pháp bộ đôi La Ba La Ma. Và cái phân tích dưới nhóm trong cái nghiên cứu IMPACT, đây là cái phân tích mà khuyến cáo Gold đưa ra là tại sao chúng ta phải khởi trị cho bệnh nhân CMD nhiều triệu chứng nhiều đợt cấp khi mà bạch cầu hoại toan trong máu trên 300 con với liệu pháp bộ 3. Là mấy chị nhìn vào cái biểu đồ này, khi mà bạch cầu hoại toan trong máu mà trên 300 con thì chúng ta sử dụng cái liệu pháp bộ 3 nó sẽ cải thiện được, giảm được đợt cấp một cách rất nhiều so với liệu pháp bộ đôi La Ba La Ma. Còn nếu mà chúng ta đang điều trị bởi bộ đôi La Ba La Ma mà chỉ cần bệnh nhân mà có bạch cầu hoại toan trong máu hơn 100 con thì lúc này là liệu pháp bộ 3 nó cũng cải thiện được cái đợt cấp một cách có ý nghĩa thống kê. Đó là lý do tại sao mà Gold đưa ra những khuyến cáo, những cái mốc bạch cầu hoại toan là dựa vào cái phân tích dưới nhóm trong cái nghiên cứu IMPACT. Bây giờ chúng ta sẽ lo lắng là khi điều trị có ISAC thì tăng nguy cơ viêm phổi cho bệnh nhân CMD. Thì thực sự với cái fluticasone phiếu rai này thì khả năng bệnh nhân bị viêm phổi rất thấp. Và mấy chị sẽ nhìn thấy nếu mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân CMD so sánh liệu pháp bộ 3 Isaac La Ba La Ba với La Ba La Ma, thì khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta sẽ giảm đợt cấp nó rất nhiều so với chúng ta gây ra viêm phổi. Và chúng ta chỉ cần điều trị 4 bệnh nhân trong 1 năm chúng ta sẽ tránh được một đợt cấp. Nhưng mà chúng ta phải điều trị tới 33 bệnh nhân trong 1 năm chúng ta mới gây ra một biến cố viêm phổi. Như vậy thì lợi ích giảm được cấp nó sẽ vượt trội nguy cơ viêm phổi, cho lúc này mấy chị sẽ yên tâm. Và với cái một cái loại ISAC mới và nguy cơ viêm phổi nó rất thấp, và đặc biệt những viêm phổi này sẽ không gây tử vong cho bệnh nhân. Bây giờ chúng ta nghĩ tới chuyện là điều trị bệnh nhân CMD làm sao để bệnh nhân tránh được cái tử vong, thì đây là lần đầu tiên mấy chị sẽ thấy là cái liệu pháp điều trị bộ 3 với cái Isaac La Ba La Ma nó giảm tử vong so với chúng ta sử dụng La Ba La Ma, và cái khả năng giảm tử vong trong trường hợp này là khoảng 28%. Vậy đây là cái lần đầu tiên và chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng thuốc để cải thiện được cái tình trạng tử vong cho bệnh nhân CVD. Và để kết luận lại thì mấy chị sẽ thấy rằng là khi mà điều trị bệnh nhân CVD thì chúng ta sẽ hướng tới cái mục tiêu là giảm triệu chứng cho bệnh nhân, cải thiện được cái chất lượng cuộc sống, làm cho bệnh nhân chậm tiến triển, tức là FOV1 chậm đi sự sụt giảm. Rồi chúng ta sẽ phòng ngừa được cái đợt cấp và tránh được nguy cơ tử vong trong tương lai. Thì rõ ràng với cái kết hợp fluticasone, furoate, dimeclidinium và vilanterol trong một bình hít y data chỉ cần sử dụng ngày một lần và chúng ta sẽ đạt được hầu hết tất cả các mục tiêu điều trị GO mà điều trị CMD mà GO 2024 đã khuyến cáo. Thì phần trình bày của tôi đã hết, là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi.